này nói bậy bạ nha, tôi bình thường nha. Sếp em sao rồi bác sĩ? Theo như sao mà chấn thương á, nãy giờ tôi khám sơ bộ qua thì kích thích đau không mở mắt, không đáp ứng vậy thân. Thân điểm gas Louis CS á thì đi cường 6 điểm. Bác ơi, nhức cái đầu quá, tới làm. Bây giờ sếp của tôi bị cái gì á? Hiện tại là mất trí nhớ tạm thời đó, sống não tùm lum, có thể là đổi tính sau này đó. Ôi trời, vậy khi nào bà sếp tôi nhớ lại bác? Sao tôi biết được? Vậy giờ có thuốc men gì không bác? Sao tôi biết? Ý là giờ làm sao á bác? Tôi không biết ạ. Thang, cho tụi em hỏi đi, là bác sĩ có thật sự là bác sĩ không? Đúng rồi, tôi là bác ninh sĩ mà. Trời ơi, ra bậy. Tôi thấy ông sếp của mình mất trí nhớ còn đỡ hơn mất mạng, hiểu không? Trong cái xu vực có cái gũi. Đúng rồi, bây giờ ổng không bắt mình làm nhiều nữa, sướng chết gì á. Ừ, như... bởi vì... Ê, ai rồi? Điện thoại sếp. Ôi, nghe thử, nhiều khi... ấy. Dạ, alo. Dạ, cho hỏi phải số điện thoại của sếp Vinh không ạ? Dạ đúng rồi ạ, sếp Vinh. Ờ, dạ, gọi cái gì không ạ? À, chúng tôi gọi đến từ ngân hàng Con Rồng Xinh Tươi ạ. Sếp Vinh đã duyệt một khoản thưởng Tết cho nhân viên của công ty. Thưởng Tết! Tôi nhớ bác. Cái gì? Bây giờ có hai trường hợp. Một là ổng không hành mình nữa. Hai là thưởng Tết. Chọn đi. Thưởng Tết. Ê, là phải lấy lại trí nhớ cho sếp nha. Nhưng mà bằng cách nào? Tôi có cách.